Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VNQ. Ở video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chèn text văn bản vào video bằng phần mềm Camtasia và các bạn sẽ sử dụng các hiệu ứng chữ trong phần mềm Camtasia. Thì cụ thể như thế nào thì các bạn hãy theo dõi mình nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ vào phần mềm Camtasia. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một video rồi. Đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta sắp text chèn phụ đề cho video. Thì ở đây sẽ có hai cách để các bạn sử dụng nhé. Đầu tiên các bạn có thể sử dụng cách này, đó là các bạn chọn vào cái caption này, rồi các bạn add caption này. Sau đó các bạn nghe cái tiếng ở dưới này này, đây, nghe âm thanh ở dưới này rồi các bạn viết theo. Hoặc nếu các bạn mà có văn bản rồi, có văn bản của cái bài này rồi, thì các bạn có thể là copy paste thẳng vào luôn. Đấy, copy paste thẳng vào trong này. Mình đây mình không có cái văn bản sẵn nên mình sẽ nghe và mình phụ đề theo. Xin chào tất cả các bạn. Đây. Xin chào tất cả các bạn. Rồi. Ở đây các bạn có thể điều chỉnh cái thời lượng của cái văn bản xuất hiện này bằng cách là chúng ta có thể kéo đây này. Đấy, hoặc là trực tiếp ở dưới này. Đấy. Tùy một trong hai cách các bạn lựa chọn nhá. Đây mình sẽ nghe xem cho nó khớp đoạn giữa âm thanh này và cái văn bản này, cái phụ đề này. Xin chào tất cả các bạn. Đấy. Nó sẽ xuất hiện như này. Các bạn có thể điều chỉnh phông chữ nhá. Đây. Phông chữ này. Đấy. Đây, phông chữ này. Đấy. Màu chữ. Đấy. Màu chữ này, điều chỉnh này. Các bạn có thể chấm vào những cái màu nó cho sẵn đây hoặc là chúng ta sẽ kéo cái thanh chuột này đến cái màu nào mà chúng ta mong muốn ấy thì chúng ta sẽ chấm vào đấy. Đấy. Ví dụ màu vàng này đi. Đấy, các bạn có thể là vàng đậm này hoặc là nhạt này. Đấy. Thì điều chỉnh màu sắc ở đây. Size. Đấy. Có thể kéo đây. Hoặc các bạn có thể đánh số đây, tùy nhập vào đấy. 68 gì đấy. Đấy, tùy nhập vào. Ở dưới này thì các bạn có thể là điều chỉnh cái back back của cái phụ đề nhá. Đây, màu này. Có thể cho màu trắng này. Đấy, màu xanh này. Tùy màu thì các bạn cũng có thể kéo thanh chuột này để chọn màu mà các bạn mong muốn. Đây mình để lại màu đen nhá. Ở phía dưới này thì các bạn có thể điều chỉnh cái opacity của cái bách này nhá. Đây, ví dụ như các bạn mà muốn nó mờ cái bách này, bách màu đen này này. Đấy, nó mờ hơn để hiển thị những cái thứ phía sau thì các bạn có thể là kéo xuống này. Đây. Để cho các bạn xem này. Đấy, nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Nó mờ này. Còn nếu mà đậm hơn thì đây, kéo nghịch sang. Rồi. Rồi, ok. Sau khi mà các bạn đã tạo ra một cái phụ đề đầu tiên thì các bạn sẽ tạo ra những cái phụ đề tiếp theo. Đấy. Đây, add tiếp này. Ví dụ đây nè. Các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của VNQ. Đấy. VNQ. Đấy. Các bạn khớp nó vào. Rồi. Sau đó các bạn cũng điều chỉnh này. Đấy, nó khớp với lại cái phần âm thanh ở phía dưới này. Các bạn chú ý nhá, ngắt ngắt hết âm thanh thì các bạn sẽ kết thúc luôn nha. Đây. Đấy. Rồi, tiếp theo thì các bạn nhập tiếp thôi. Đấy, cứ nhập tiếp. Mình đã vừa dẫn các bạn cách thứ nhất để tạo phụ đề cho video. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cách thứ hai. Là các bạn sẽ chọn vào cái này. Đấy. Đây, các bạn có thể chọn một trong ba cái này. Đây. Ví dụ cái này nhá. Các bạn sẽ kéo xuống này. Đây, hiển thị đây. Mình sẽ làm ở đoạn tiếp theo nhá. Các bạn đang kiếm tiền hay bán hàng? Đây. Các bạn sẽ thay cái text bằng cách là kích đúp vào này. Đây, hoặc là bôi vào này. Đấy. Đây, các bạn đang kiếm tiền này. Đấy. Đấy, sau đó các bạn sẽ kéo này, sử dụng cái con trỏ chuột này đặt vào cái vị trí này, nó hiển thị ra hai cái mũi tên ngược nhau này. Đấy, kéo. Rồi. Rồi các bạn đặt đến cái vị trí mà các bạn mong muốn này, ví dụ hiển phụ đề thì hay để ở phía dưới này. Đấy. Sau đó các bạn cũng điều chỉnh các thông số của nó bên này. Đây. Ví dụ như nền của cái chữ này, cái bách này. Màu này này.
Đấy, nó cũng tương tự như cái bên kia, là ở đây có mẫu sẵn này, các bạn có thể lựa chọn ở đây hoặc là tùy chỉnh ở đây. Đấy, kéo trượt tùy chỉnh ở đây. Rồi, mình chọn cái này có sẵn này. Rồi, đây, chọn cái này. Đấy, cũng opacity này. Ở đây nó cho các bạn nhìn thấy luôn này. Đấy. Rồi. Sau đó thì các bạn có thể là điều chỉnh cái outline, tức là cái outstroke đấy. Đấy, đây, cái stroke này, ví dụ màu trắng này. Mình có thể là phóng to các bạn hiểu này. Đấy. Đấy, cái đây, stroke bên ngoài đấy. Đấy. Các bạn có thể bỏ đi hoặc là để cũng được, tùy theo ý của các bạn. Đấy. Đây, ví dụ mình để là màu đi. Để là một này. Rồi, ok. Opacity. Đấy. Rồi, ở phía trên này cái sáp này, các bạn có thể điều chỉnh hình dạng của nó này. Đấy. Điều chỉnh hình dạng của cái back này. Đấy. Đây, mũi tên này. Thì tùy các bạn điều chỉnh nhá. Đây, mình sẽ trở lại cái tên này. Rồi. Ở đây cái back của mình, cái chiều rộng của nó là hơi rộng, mình sẽ kéo nó lại. Đây, các bạn sẽ kéo lại bằng cách là đặt con chuột chuột vào đây này. Đấy, hiển thị ra hai cái mũi tên ngược nhau này. Rồi, kéo nó xuống. Rồi, sau đó điều chỉnh những cái vị trí này. Ở đây các bạn cũng có thể điều chỉnh phông chữ này. Đây, phông chữ này có thể chọn ở đây. Đấy. Rồi, màu chữ. Đấy, màu chữ này, các bạn có thể tùy chỉnh nhá. Rồi, nó cũng có tương tự size chữ này. Đấy. Ở dưới này là vị trí căn lề này. Đấy, căn lề của cái chữ ở trong cái bách này. Rồi, ok. Sau đó mình sẽ nghe cho nó khớp với lại cái âm thanh nhá. Các bạn đang kiếm tiền hay bán hàng trên YouTube? Đấy, mình sẽ viết thêm này. Các bạn đang kiếm tiền hay bán hàng trên YouTube? Đấy. Đấy. Phóng to hơn. Phóng to chữ hơn này. Đấy. Đấy. Điều chỉnh lại. Đấy, ok. Ok, sau khi mà các bạn đã tạo được một cái phụ đề đầu tiên này thì các bạn sẽ nhân bản nó ra nhé. Các bạn sẽ nhân bản nó bằng cách là copy này. Đấy. Sau đó chuyển con trò chuột này. Bấm này, paste này. Đấy. Hoặc là các bạn có thể là ấn tổ hợp phím là Ctrl C, Ctrl V ở trên bàn phím nhé. Tại sao mình lại hướng dẫn các bạn là cách để sử dụng cái này? Thì khi các bạn sử dụng cái cách này ấy, thì các bạn sẽ nhân bản ra cái phụ đề đầu tiên này này. Đấy. Cái phụ đề đầu tiên mà các bạn tạo này, nó để làm mẫu. Thì các bạn sẽ sử dụng cái mẫu này, chỉ việc là chúng ta sẽ thay cái phụ đề thôi. Không phải điều chỉnh phông chữ này, màu chữ rồi cái bách như nào nữa. Nếu các bạn mà đã tạo mới, các bạn sẽ kéo xuống này. Đấy, tạo mới, nó lại sẽ như thế này. Thì các bạn mà làm như thế thì nó sẽ rất là mất thời gian. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để sử dụng mấy cái hiệu ứng chữ này. Đây, ví dụ cái này nhá. Cái này các bạn có thể là viết từ khóa hoặc là ghi một cái cảm xúc gì đấy. Đây, ví dụ là wow đi. Đây. Các bạn sẽ điều chỉnh này. Đây, đầu tiên là kích thước chữ. Kích thước chữ thì các bạn nhớ nhá, các bạn sẽ bấm chọn một cái A này này. Đây đây. Cái phía bên này nhá, thì các bạn sẽ điều chỉnh cái size này này. Đấy. Rồi. Còn các bạn mà muốn điều chỉnh cái back đằng sau ấy thì các bạn sẽ chọn vào cái ok. Cái biểu tượng này. Đấy, sau đó các bạn sẽ chọn này. Có thể là đổi màu này, đấy. Đấy. Đổi màu này, opacity này. Đấy. Out này có thể là cái đường này, mình sẽ cho bạn nhìn này. Đấy. Đường này hoặc là đường thẳng này. Đấy. Opacity của cái outline bên ngoài. Đấy. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để sử dụng hiệu ứng chữ. Thì đây ví dụ mình sử dụng cái mẫu này nhá. Các bạn sẽ chọn vào cái đây. Ở đây nó có các hiệu ứng chữ này. Các bạn có thể nhìn thấy nó mô tả sẵn cho luôn này. Các bạn để con trò chuột đây này. Đấy, cách nó hiển thị này. Đấy. Thì các bạn sẽ chọn này. Chọn mấy cái các bạn sẽ cầm này. Kéo xuống này. Đấy. Đây. Đây trong video của bạn có những cái... Đây, nó sẽ hiển thị là rõ dần này. Đấy. Các bạn không thích hiệu ứng này thì các bạn có thể chọn hiệu ứng khác. Đây. Đây trong video của bạn có những... Đây. Sai. Hiệu ứng chữ tiếp theo mà mình muốn hướng dẫn các bạn đó là các bạn sẽ sử dụng cái transition này luôn này. Đấy. Các bạn lại kéo thả luôn vào cái đầu này. Đấy. Hoặc thậm chí các bạn đấy.
mở dần này, và đây đăng ký YouTube bạn. Đây, cái này không được, sự cái nào nó hợp lý nhá. Đây ví dụ cái này nào. Đăng ký YouTube và đây. Các bạn có thể sử dụng những cái ở trong này để thả vào. Đăng ký YouTube và rồi. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để sử dụng text phụ đề trong video bằng phần mềm Camtasia. Các bạn thấy chia sẻ của mình hữu ích thì like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.